Em gặp nhau thì có lẽ là cũng tại sân khấu này. Bạn muốn hẹn hò? Dạ. Chung là nhờ chương trình đó mà chương trình Vợ Chồng Son lại có một câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng ngày hôm nay, đúng không? Đi trời ơi, anh cũng lạnh quá. Anh cũng lạnh quá, anh lấy cái mền anh chùm vô. Anh chùm thì em cũng vô tư thôi, em không có nghĩ gì hết. Tự nhiên thấy cái mền chùm qua đầu em luôn. Xong rồi một cái em không thở được luôn. Em không thở được luôn. Ngộn làm gì? Anh cứ tưởng tượng đi, một cái mùi nó kinh khủng khiếp, em không thở được luôn. Mà chuyên môn vậy mà nhiều ông chồng bị cái tật đó lắm. Đó là thú vui của mấy ông. Thú vui chắc là hình như là lỗi của em hay sao á. Tại sao lúc anh chưa lấy vợ anh không có đau cái gì hết, người anh rất là mạnh khỏe. Từ khi anh lấy vợ về cứ đêm nào anh cũng đau đầu, đau vai, đau chân, cứ lúc nào anh cũng đau. Mời anh chị giới thiệu về mình. Dạ, em tên là Trương Hoàng Nguyên, hôm nay em 44 tuổi, làm tài xế. Giới thiệu em đi. Tên là Nguyễn Ngọc Cẩm Tú, em thì làm công việc văn phòng. Em năm nay vừa được đúng 40. Chào anh Nguyên. Chắc mình với bạn là bằng tuổi nhau đó. Em là sinh năm 80 đó. 80, ôi em nhỏ hơn anh tuổi. Cái cơ duyên nào hai em gặp nhau? Tụi em gặp nhau thì có lẽ là cũng tại sân khấu này. Bạn muốn hẹn hò? Dạ. Vậy là bao lâu rồi cưng? Quay hình là hôm 16 tháng 5 năm 2019 đó. Chị lúc đó chị chưa có làm đúng không? Dạ, lúc đó còn năm thư. Gần một năm đúng không? Dạ, gần một năm. Dạ, gần một năm. Nói chung là nhờ chương trình đó mà chương trình Vợ Chồng Son lại có một câu chuyện về tình nghĩa vợ chồng ngày hôm nay, đúng không? Trước tiên phải cảm ơn chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thì ấn tượng của em về vợ em như thế nào? Em thì ấn tượng vợ em là lúc em thấy rất là xinh. Lúc đầu thì em có nghe là nói là 39 tuổi. Lúc mà em mở rào ra em nghĩ không phải là 39 thôi. Tuổi này cỡ 34-35 thôi. Nghe đã không? Rất là xinh. Thật sự mà lúc đó em cũng không biết nói gì luôn. Cứng họng luôn, đúng không? Còn em thì sao? Khi em gặp chồng em, cảm xúc em sao? Có giống như trong tưởng tượng của em không? Nó hoàn toàn gần giống như cái trí tưởng tượng của em luôn. Dạ. Có thể là hơn nữa chứ. Khi mà chưa có kéo cái rào ra đó, thì khi mà nói chuyện hai bên á, là giống như là những cái gì mà mình mong muốn, cảm thấy là thích hợp hết rồi. Từ tính tình, công việc cho tới cái vấn đề đạo giáo của hai bên nó đều tương hợp hết trơn luôn. Mà tuổi hai đem cũng lớn nữa, nên là em đã coi như là ưng 80% rồi. Ôi như vậy là coi như là cái ấn tượng về đầu tiên về nhau là coi như là rất là đẹp rồi. Dạ. Mà sau chương trình thì sao? Ai là người chủ động coi như là hẹn hò? Kéo rèm ra tụi em bấm nút rồi này nọ, thì đi về á, cùng đi với gia đình hai bên, cùng nhau đi ăn, rồi nói chuyện với nhau cũng rất là hợp tính luôn. Bố mẹ ảnh hiền lắm. Không, mà cũng đính chính là cái bữa đi xem là có hai bác đi coi luôn. Có anh, bữa hôm đó là có bố với má em, có cả chị hai nữa. Rồi cái thời gian bao lâu thì tụi em cảm thấy là tụi em thực sự là yêu nhau? Sau bao lâu từ cái lúc mà bấm nút đó? Nói chung là ảnh thì là hợp tính, hợp tình với em rồi đó. Đi chơi gặp mặt qua lại gia đình cũng một vài lần, xong rồi chắc tầm khoảng 2 tháng. Nói chung lúc đó là đầu vô cũng chủ yếu là nói chuyện cho nó hợp tính. Mình cũng không phải là đánh nhanh khúc gọn gì, nhưng mà tụi em cũng đề cập tới vấn đề là sau khi bấm nút là sẽ tìm hiểu rồi sẽ tiến tới hôn nhân luôn. Riêng cảm xúc của em á là tầm khoảng sau 2 tháng, sau những lần tới nhà ảnh rồi đi chơi với ảnh, rồi nhìn cách ảnh chăm sóc em, cách ảnh cư xử với bố mẹ em bắt đầu em thích ảnh rất là nhiều. 2 tháng. Dạ. Tới 2 tháng mới biết rằng là có nghĩa là quyết định là coi như đây là người đàn ông. Dạ, quyết định là mình sẽ kết hôn với người này. Nhưng mà anh Nguyên thì có sớm hơn không? Tháng rưỡi hay là không? Em thì cỡ nửa tháng à. Nửa tháng là thấm đòn rồi đúng không? Tại em thấy cái con gái là quá cái sự tưởng tượng luôn. Em thấy là nửa tháng thôi. Rồi muốn hỏi nè, cái nụ hôn đầu tiên là sau bao nhiêu lâu kể từ khi coi như là cái ngày mà bấm nút? Dạ chắc em nhớ không lầm thì chắc cũng tầm đâu chừng hơn tháng là cùng à. Tại vì có như vậy nè, mẹ em á thì dạy học buổi chiều á, là mẹ em vẫn còn dạy một số đứa trẻ mà 4-5 tuổi đây nó tập viết á chị. Thời điểm đó là cứ một tuần là ít nhất cũng phải 3-4 ngày á là ảnh đi qua nhà em chơi là chủ yếu là ăn cơm với bố mẹ em luôn. Khi mà tới á thì là mẹ em vẫn còn đang dạy học, thường đa số là sẽ hai đứa sẽ lên lầu trên nhà em có ban công á thì ngồi chơi, ngồi nói chuyện. Xong rồi chắc là khung cảnh cũng hơi hữu tình. Cũng có trồng một ít hoa trên ban công, đèn tối tối nên hôn nhau. Cái gì tới nó cũng tới. Dạ. Bao lâu thì cưới nè? Tụi em cưới là ngày 27 tháng 10 vừa rồi luôn á chị. Sau đó là khoảng chừng 4 tháng. Tôi là quyết định yêu nhau, quen nhau là cưới vài luôn. Tháng là cưới, một đó tháng là cưới. Chưa tới 5 tháng luôn là cưới luôn đó. Chắc là hai người giữ cho nhau đến ngày cưới luôn đúng không? Dạ, cái đó thì
Còn hên xui. Như vậy là trước đúng không? Dạ, tại tụi em cũng lấy quan niệm là lớn tuổi rồi. Những không, cái vụ đó là biết rồi, cứ lặp đi lặp lại hoài cái vụ lớn tuổi hoài à. Thật ra là hai đứa em muốn có em bé sớm nên là anh, cố gắng. Anh gợi ý đúng không? Anh gợi ý em ơi, mình có em bé sớm đi em đúng không? Anh nói đúng rồi đó. Đó là ông nói đúng không? Đó. Em vì thương ảnh nên em chiều ảnh á. Chứ thấy cái thời mà hồi xưa lúc mà em chưa có ý định lập gia đình á, thật sự là em cũng không nghĩ là em muốn sinh em bé đâu. Mà sau khi đám cưới với ảnh, sau khi gặp ảnh, sau khi thương ảnh thì em rất là muốn có em bé cho ảnh. Mà đã có chưa? Dạ chưa, thì em chưa. Xong chương trình này sẽ có. Ông mụ đang rảnh rang quá ở. Biết vụ đó không? Dạ chưa. Em có nghe, em có nghe vụ đó. Nên háo hức lên chương trình này lắm đó. Em á, em có hồi hộp không? Cái mà giống như là mình gọi là ăn cơm trước kẽn á, em có hồi hộp không? Giống như là hồi mình mới lớn không? Có chứ chị, em cũng run lắm. Còn Nguyên có run không? Em cũng sợ vụ đó lắm. Lúc đó thì nó quên luôn cái rung luôn rồi. Quên luôn rồi. Sau đêm đó thì sao? Ông lại mắc cỡ hoài à. Sau đêm đó thì cứ đeo đeo. Thì vẫn còn những sẽ có những đêm sau nữa chứ. Vui lắm đúng không anh Nguyên hả? Dạ. Em không biết như thế nào, em chỉ biết là cứ mà vào ba ra bảy thôi. Trời ơi. À thôi vậy cũng được. Mau với em bé lắm à. Đó. Chúng cái là có liền á. Yên tâm cứ hoạt động đều đều nha. Rồi có hai bạn có yêu nhau như vậy là nó cứ suôn sẻ tới lúc cưới luôn chứ không có cái biến cố, không có cái gì hết à? Dạ đúng rồi chị. Mọi thứ đều suôn sẻ hết dạ. Đúng không? Ba mẹ rồi bây bên. Giờ là hai người là lấy nhau rồi thì ở đâu? Ở bên nhà chồng hay ở bên nhà vợ? Giờ đang ở bên nhà ảnh. Cái ở bên nhà chồng thì thuận lợi về mọi thứ không? Dạ có bình thường. Giữa em với mẹ chồng là vui vẻ. Dạ gia đình nhà chồng em là kêu bằng hài hước lắm. Gia đình hài hước lắm không? Gia đình em cũng hài hước, gia đình chồng càng hài hước hơn nữa. Đó, bây giờ son sao, quá sao? Mà son quá mà giờ có tật xấu sao? Anh ấy có tật xấu gì không người đẹp? Tật xấu. Anh em có tật xấu gì anh kể em trước đi. Tật xấu của chị ấy. Tật xấu của vợ em thì mới cưới về thì cũng được cỡ 5-6 tháng thôi. Em không thấy được nhiều gì hết mà chỉ có một cái thôi. Ăn cơm, mỗi lần ăn cơm cứ mà vừa múc lên được một muỗng cơm là kế bên cái điện thoại ngồi bấm. Mê điện thoại. Trời ơi, cứ ngồi bấm cái điện thoại mà nhiều khi mà em ngồi em khều. Ăn cơm đi, ăn cơm đi vợ. Mà cứ ngồi bấm hoài. Lâu lâu cũng hơi càm ràm em tí. Càm ràm, mê điện thoại. Dạ. Chứ lại nè, chồng làm tài xế. Không. Hay mấy bà vợ hay ghen lắm. Cô ấy có ghen không? Ông vợ em thì em nghĩ là vợ em là tuyệt đối tin tưởng em. Em chạy xe thì em cũng chạy xung quanh Sài Gòn thôi. Nhưng mà đó giờ không có ghen hả? Có chứ. Thì chị tin tưởng em nhưng mà chắc chắn là có ghen. Đó thì bây giờ kể đi. Đó cái câu chuyện ghen sao? Đó giờ có câu chuyện ghen nào không? Thôi em giờ ghen vu vơ à. Em ghen vu vơ tại vì nói thật ra là ảnh cũng chưa có gì nhưng mà em thích nói liên thuyên vậy đó. Em cứ ghen vu vơ. Xong rồi mỗi lần ảnh lên Facebook cái em liếc qua là đang thấy cái livestream bán hàng của mấy cô trên mạng á. Mà mấy có một vài cô bán hàng livestream thì mặc đồ hay thử đồ hả 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 cái ủa coi gì vậy? Anh thề anh không có follow, anh không có thích mấy cái này. Anh em không biết tại sao mà nó lại hiện lên cái Facebook của anh. Thấy đâu có, anh phải làm cái gì đó rồi nó mới có hiện lên Facebook của anh chứ không có làm sao mà có. Thì cuối cùng là anh coi đồ hay anh mua đồ. Anh coi hàng hay là mua hàng yeah. Đó. Em dở quá sao em nói luôn coi hàng để mua cho em. Cho em. Không có đâu chị, không hề, anh không có mua. Em cũng hay thích mua hàng online. Ảnh ngược lại ảnh còn càm ràm em à. Mỗi lần mà em mua, nhiều khi em mua em phải giấu á. Tại vì sao mua xong rồi cứ hỏi em tiền ship bao nhiêu vậy? Mua cái này hết bao nhiêu tiền vậy? Mà mua mắc quá lãnh la đó. Đó, thật xấu nãy giờ đó là hay coi Facebook mà những cái trang bán đồ của các cô gái. Không biết, em cũng không biết tại sao mà cứ hiện lên Facebook của ảnh nữa. Nhưng mà cứ mỗi lần mở lên là thấy có. Rồi hả, em sợ lạnh. Thật sự là hồi xưa trước mà chưa lấy chồng em ở bên nhà em là không có máy lạnh. Có nghĩa là mấy chục năm nay là em không có biết xài máy lạnh. Chỉ khi nào vô công ty thì nó có máy lạnh phất phất thôi. Chứ phòng ngủ của em là không có máy lạnh. Nên là cái thời điểm mà mới về nhà bên nhà chồng ở đó, trong phòng của chồng là có máy lạnh. Nên là em lạnh lắm. Tối nào mà em chỉ cần bước vô trong phòng mà lên ngủ là bắt đầu em chùm mền rồi. Em chùm lên tới cổ luôn. Cái anh nằm kế bên thì cũng coi tivi, em thì bấm điện thoại gì vậy đó. Cái tự nhiên nói trời em ơi anh cũng lạnh quá. Cái anh lấy cái mền anh chùm vô. Anh chùm thì em cũng vô tư thôi, em không có nghĩ gì hết. Tự nhiên em thấy cái mền chùm qua đầu em luôn. Xong rồi một cái nữa em không thở được luôn. Em không thở được luôn. Rồi ông làm gì? Anh cứ tưởng tượng đi, một cái mùi nó kinh khủng khiếp. Em không thở được luôn. Mà chuyên môn vậy. Mà nhiều ông chồng bị cái tật đó lắm. Đó là thích thú lắm. Vui thú vui. Ừ thú vui. Có tật xấu gì nữa không? Có hay nhõng nhẽo rồi có hay mè nheo được. Có. Trời ơi. Tối nào cũng nhõng nhẽo. Anh từ hồi lấy vợ xong là anh suốt ngày anh cứ đau đầu xong rồi đau vai xong rồi đau chân
đau toàn thân luôn. Cái em cũng cười cười, nói hình như là chết rồi, hình như là lỗi của em hay sao á. Tại sao lúc anh chưa lấy vợ anh không có đau cái gì hết, người anh rất là mạnh khỏe. Từ khi anh lấy vợ về cứ đêm nào anh cũng đau đầu, đau vai, đau chân, cứ lúc nào anh cũng đau. Em có biết là em có bóp không? Có chứ. Thì ý em nói, em nói ra đau đau vậy để cho mày bà xã mát xa cho nũng nhiễu, tức là nũng nhiễu nhõng nhẽo để mà bóc lột sức lao động của vợ. Thì em có cái tật á, dạng như cũng hay tủi thân. Mấy mấy ngày trước là có cái buổi tối anh kêu em là anh bị đau chân, anh kêu em bóp cái chân cho ảnh, em bóp chừng đất chừng 15-20 phút á. Cái em nói thôi nghỉ nha, tại vì một hồi cái mỏi tay thì chưa hết, thôi làm thêm tí nữa đi. Xong rồi cái em cũng ngồi làm xong rồi cái em không có nói gì hết. Rất tự nhiên tủi thân, tôi thử coi, tôi không lên tiếng coi tới chừng nào anh mới kêu tôi ngừng. Ôi em ngồi em cắm cúi em bóp em vừa bóp mà em vừa giống như là kêu ngừng đi mà không ngừng. Mà mình thì mình cũng như là mình biết cái tính đó là mình khổ cho mình thôi, tại vì mình tự ái kiểu đó thì mình khổ cho mình tự khổ. Nhưng mà vẫn lì em cứ ngồi bóp chân. Chị biết không, một lát hả, gần 1.5 tiếng luôn. Em bóp cái mặt luôn, mấy đầu ngón tay em đỏ luôn. Xong tới lúc đó là cũng 11:30 là sắp đi ngủ, mới nói là thôi đi ngủ. Mới giờ em rưng đấy, để thử coi đợi coi tới chừng nào anh mới kêu em ngừng, mà tưởng gì anh không kêu luôn. Mà ổng vẫn còn thức hả? Thì hai đứa cùng thức. Đâu, nhưng mà lúc đó tại vì anh tưởng tượng trong đầu á là lúc bóp hồi quay lên thấy ổng ngủ rồi. Không, em ngồi em liếc với anh. Liếc em thử coi là anh có đi ngủ hay không. Nhưng mà tại vì lúc đó đang coi tivi, không có ngủ. Tâm lý của anh Nguyên lúc đó là sướng muốn chết luôn, nghĩ sao mà kêu kêu ngưng đúng không? Cái thứ hai nữa là tưởng đâu là vợ mình nữa, như là thì em cứ tưởng thích là massage, em thích massage. Em đâu có biết đâu. Cầu ghiền massage cho chồng. Cho nên thôi đừng có tự ái kiểu đó. Cái đó thực ra cũng phải tật xấu, hai vợ chồng tự điều tiết được. Bây giờ em mong anh thay đổi điều gì? Em bây giờ chỉ muốn là ảnh giống như là ảnh nó có cái tật á, cũng hơi bị nóng tính, nhiều khi cứ có những cái câu nói á, mình dùng cái tông giọng nó bình thường thôi thì là nó sẽ mang một ý nghĩa khác. Mà khi mà giống như chị lên cái tông giọng cái là nó sẽ nghe một ý nghĩa khác. Nên là nhiều khi á, trong cái cách nói chuyện em biết chồng em không có ý gì hết, không phải riêng nói chuyện với em đâu, nói chuyện với mọi người xung quanh nữa, nhưng mà do cái giọng, cái cách nói á, em nghĩ là sẽ gây cái sự khó chịu cho người khác. Muốn chồng em là cứ chầm tính vậy, hạ cái volume xuống, hạ bình xuống tí, quan trọng là âm lượng giọng nói. Còn em thì sao, em mong vợ em thay đổi điều gì? Thì lúc cưới về em chỉ thấy vợ em có mỗi cái tính xấu là ngồi bấm điện thoại, còn bao nhiêu là thật sự là bao nhiêu em đều là thấy bớt tốt. Bấm điện thoại lại nhưng đúng mà không? Mỗi lần mà cổ bấm cái điện thoại vậy là có bao giờ anh Nguyên thể hiện cái âm lượng nó lớn quá cổ không? Ông chưa bao giờ. Không bao giờ lớn tiếng với vợ đúng không? Dạ, thật sự. Anh chưa bao giờ. Thì có nghĩa là giờ anh chỉ mong em là bớt điện thoại để chi. Nói nhẹ thôi. Ông ghen với cái điện thoại. Ông ghen đấy em, chứ không phải đơn giản đâu, vợ chồng son mà. Tại sao không nhìn mặt tôi mà nhìn điện thoại? Phải tự nhiên em coi cái điện thoại hơn tôi đâu có được. Dạ đúng rồi chị. Em có nói, ủa hai có hai vợ chồng mình ngồi ăn cơm với nhau mà tại sao em ngồi bấm cái điện thoại vậy, anh ngồi anh ăn cơm mà sao mình. Tự nhiên anh không bằng cái điện thoại sao? Dạ. Rồi còn em á thì đó thì chị thấy cái mong muốn của anh vậy là cũng được. Thế còn á cái vụ âm lượng thì đúng là chắc ngồi trong xe hơi cho nên chắc nói chắc người ngoài người ta cũng không nghe đúng không? Người ngoài tao không nghe, chỉ có vợ em nghe nên về sao mới kinh nghiệm rồi. Cho nên vợ cảm thấy hơi hoảng. Tại phụ nữ sợ ăn to nói lớn lắm. Chị mà nghe ai nói lớn á chị cũng hoảng hốt lắm. Mà cái đó nó sẽ tạo gì biết không? Mình không yên tâm là nếu như mình không có cái bên chồng mình á, sợ chồng mình hay nóng sảng với những người xung quanh á, rồi có chuyện gì xảy ra, đó là cái điều mà chị sợ. Đó là chị đó. Đó thì chị nghĩ là vợ em chắc cũng giống như chị thôi. Thì thôi, hai chồng điều tiết cái chuyện đó nha. Nhưng mà cái mục đích lớn nhất của hai người lên đây á là chị nghĩ rằng sẽ mong muốn có một đứa con đúng không nhỉ? Đúng không? Cho nên bây giờ chương trình Vợ Chồng Son chúng ta xin nhường cái sân khấu này lại cho ông Vũ. Bất thường thường trời, áp lực quá hả? Nó nghe này, trước tiên đó chút là muốn hỏi nè, anh Nguyên anh có hút thuốc không? Dạ có. Có nhậu không? Ảnh không phải là không nhậu mà là ảnh ít, ví dụ như một lon hai lon đó. Rồi. Là trong gia đình hoặc xã giao. Rồi trước tiên thì Vũ Trường khuyên nha, nên hạn chế thuốc lá, nếu được bỏ luôn trong cái giai đoạn mà muốn có con nè, uống bia hạn chế luôn. Hôm nay là rất cảm ơn hai vợ chồng đã đến đây với chương trình Vợ Chồng Son. Quốc Thượng cũng chúc cho hai anh chị sức khỏe luôn luôn khỏe mạnh ha. Cuộc sống luôn luôn vui vẻ. Và đặc biệt là không lâu, một tháng sau bác sĩ báo tin vui ha. Qua năm sau sẽ chào đón một em bé tuyệt vời đến với gia đình chúng ta. Cái là báo liền nha. Tụi chị cũng trông theo tụi em luôn á. Tụi em cảm ơn anh Quốc Thượng. Rồi xin cảm ơn. Với một cô bé khó khăn về cái giáo dục như vậy á thì là em có vượt rào cản trước không? Dạ không. Giống là vượt rào á, tức là vậy nè, thực ra là có rất nhiều những cái quan điểm, những quan điểm của các cặp vợ chồng đến đây á, thì cũng có những các bạn trẻ, nhưng mà các bạn có một cái suy nghĩ rất là
gọi là rất là thực tế và rất là cụ thể là quan điểm hạnh phúc của các bạn là cả về tinh thần lẫn thể xác. Chứ còn nếu tinh thần không á, mà thể xác không hòa hợp á, là cũng không đem đến hạnh phúc. Cho nên là có những cái tư tưởng đó và có những các bạn là phải thử trước thì các bạn xem có hợp hay không thì mới đi đến với nhau. Chứ để mất công cưới xong rồi về như bẻ bàng không có hợp. Không hòa hợp chuyện đó. Không hòa hợp luôn, bẻ bàng giờ sao, không lẽ giờ bỏ nhau. Đó, cho nên rằng á là anh Tuyên anh hỏi là vì lý do đó. Tức là hai em thuộc mô típ nào? Đó, ăn cơm chứ cản đúng không? À đúng rồi đó. Để mình xem là mình có phù hợp với nhau hay không. Đó. Đối với em á thì giống như em quen bạn gái cũng là cũng thời gian khá dài, 7, 8, 9 năm. Thì đối với em á là trong cái chuyện tình cảm á là phải cho nó nghiêm túc. Đó. Cho dù á là sau này ví dụ như khi mình cưới về mình ăn cơm đó, rồi nãy giống như là ăn cơm với cản đó mình có hợp hay không, đó là cái chuyện đó mình chấp nhận. Mình chấp nhận cưới là mình có sai hoặc là có mà không hợp thì mình cũng phải chấp nhận. Đó, có nghĩa là mình phải cố gắng để hòa hợp. Bạn, đúng, cố gắng hòa hợp. Hai bạn này là thuộc tiếp người gọi là F là tiếp 1 á. Tiếp 1. Còn cái tiếp 2 á mà là mới là cái là hai cái cách á, cái quan điểm á khác nhau. Nhưng mà em không tin là 8-9 năm đó anh với bạn gái em có gì. Không, anh với bạn gái có gì thì đâu nói. Có không, có gì không? Chuyện bỏ nữa đi. Mình đang nói chuyện của Đai với là Ngân nè. Ủa rồi sau khi mà đi mua nhẫn xong rồi cũng không có chuyện gì xảy ra luôn, chỉ là nắm tay vậy thôi hả? Dạ đúng rồi. Mình nghiêm túc mà, mình yêu thương nghiêm túc. Thiếu gia nghiêm túc có thiếu gia. Thì nói tóm lại như vậy thì chắc là đêm tân hôn vui dữ ạ. Bành xác à? Không có. Vui không? Đêm tân hôn cũng chủ yếu là mình nghĩ mình lấy sức khỏe thôi. Không có gì luôn. Dạ. Không có gì luôn. Vậy là chuyện đó xảy ra là vào đêm thứ mấy sau cưới? Sau khi về sức khỏe đầy đủ hết rồi á, em mới tổ chức đi một cuộc gọi là trăng mật đó. Trăng mật, gọi là trăng mật. Là ở nước ngoài hay nước trong? Nước cái trong. Tuần trăng mật đó là ở nước trong. Trong Việt Nam. Trong Việt Nam. Ở đâu? Một cái nơi thực sự lãng mạn. Đà Lạt. À là không muốn kể đúng không? Cứ đi lòng vòng hoài à. Không sao đâu, thì bây giờ cưới rồi mà, coi như cưới rồi đúng mà rồi. Mới đi trăng mật mà đúng thì em tổ chức trăng mật ở đâu? Ở Đà Lạt hay là ở Sapa? Ở Huế. Ở Huế, ồ. Là đi riêng hai vợ chồng thôi, không có gia đình. Đúng, trăng mật hai vợ chồng thôi. Rồi hai đứa có hợp không? Mười mấy năm rồi không hợp thôi được. Không, cái đầu mình phải hỏi chứ có hợp không? Nhiều khi hả là thuộc tiếp người mà gọi bây giờ là chị đừng có hỏi đang hướng đó, nội, thuộc tiếp người hướng nội thì thành ra là hợp hay không hợp thì mình cũng phải chấp nhận á. Là có những cặp là như vậy mà em. Dạ. Đó. Tại vì thì giờ mình nói hợp có mắc mớ gì mình nó hợp có chết không? Dạ hợp. Dạ hợp. Có những cặp vợ chồng á sau khi cưới nhau xong rồi thì mới bắt đầu có cái chuyện đó xảy ra thì lúc đó mới chưng hửng là vợ chết cha rồi, cảm giác là không hòa hợp với nhau. Đó. Tỏ ra khó chịu và sau này mất hạnh phúc cũng cái hạnh phúc gia đình điều đầu tiên là kinh tế, thứ hai là vấn đề thể xác á. Cho nên thực ra là đối với cái thời đại này rồi thì cái việc mà ăn cơm trước kẻng thì nó cũng không phải là dễ sợ. Không phải là một cái gì đó nó kinh khủng như là thời phong kiến. Đó, tuy nhiên mình không khuyến khích cái điều đó. Nhưng mà với những bạn nào có một cái quan điểm tùy theo cái định hướng sống của mình thì nếu bạn nào có cái tư tưởng mà thoáng một chút thì cũng không vấn đề gì. Không ai lên án cái chuyện đó cả. Đó, vấn đề là như vậy. Rồi, coi như là mình đến cái phần gọi là phần lấy nhau rồi, làm đám cưới rồi thì đóng rồi phòng rồi. Hả? Đóng phòng rồi. Đóng phòng rồi. Rồi. Lướt mà không đó. Quay lại đúng không? Ừ, có em bé chưa nè? Dạ có một bé. Một bé mấy mấy tuổi rồi cơ? À một bé hôm nay là 2 tuổi rưỡi. 2 tuổi rưỡi, như vậy là tụi em lấy nhau cũng được chắc cũng 2 năm rưỡi hả? Dạ, 5 năm. 5 năm. 5 6 7 năm, 7 năm chứ. 7 năm. 7 năm. Rồi. Như vậy tụi em cũng hơi trễ ha. Enjoy được cũng là 5 năm đó, đúng không? Dạ. Vậy là em bé nhà là sinh năm 2000. 2020. 2020. Dạ 2020. Rồi khi mà về ở với nhau thì là có những cái cá tính gì, có những cái tật gì mà làm cho đối phương cảm thấy chưa vừa lòng? Quan trọng là em cứ về là em thời gian đầu em không sống không hạnh phúc là bởi vì em cứ nhớ lại chuyện cũ. Ủa, đã chấp nhận vậy rồi mà con. Ừ, mà cái tật nhớ dai mà không nói nhưng mà nhớ dai. Bị ghen á hả? Ghen lắm. Ghen với cái ngày xưa cũ đó hả? Em cảm nhận hồi nãy ngồi ở đây vẫn còn ghen hay sao á? Vừa nhắc tới có lần rớt nước mắt liền. Tại vì em chưa bao giờ nhắc chuyện này với chồng em bao giờ. Chưa bao giờ dám nói một lời sau suốt mười mấy năm ở bên cạnh. Bây giờ em cũng muốn nói gì không? Nói đi. Tại vì lúc đó là em cứ đi. Em ở học ở Cần Thơ, cứ vô tình thấy hai người họ hoài. Thấy chạy xe ngoài đường, chạy chiếc SH. Mà cái cô gái cứ ôm cổ ổng vậy nè, ngồi mà câu u ở trên xe vậy đó. Mà hai người cười hú hí hú hí. Mà cứ thấy không hiểu tại sao cứ thấy hoài, ghim vô đầu mình. Cái hình ảnh nó ghim hoài luôn. Rồi xong cái em đi tập thể dục cũng thấy hai người toàn tan với nhau. Mà
ông xã ơi, ông xã à, cái trời ơi, bao nhiêu cái điều nó cứ ghim vào đầu mình. Bởi vì mình sống không hạnh phúc, chỉ cần thấy ổng hơi nói chuyện hơi gọi là lạnh nhạt với mình, nói chuyện hơi cọc cọc một xíu thôi là bắt đầu mình nhớ lại chuyện cũ. Hơi cái đầu nhớ lại chuyện sao cũ. Sao không hỏi thẳng chứ mà khổ tâm em không dám hỏi, em không dám hỏi. Như vậy là sẵn đây á là em nói luôn đi là vợ bị bệnh ghen đó. Đúng không? Vợ em á một cái điểm xấu đó là ghen. Cái cảm nhận của chị á là bé Ngân là bị ghen quá. Ghen mà ghen chịu đựng á. Tại vì vậy nè, chị nói em nghe. Cái đó em ghen vậy là em sẽ rất là khổ. Tại vì sao em biết không? Khi mà bạn này gặp cái bạn gái trước á thì lúc đó em chưa có xuất hiện trong cuộc đời của bạn này. Đúng không? Bạn này đâu có biết em sự tồn tại của bé Ngân ở cuộc đời này đâu. Tại vì lúc đó bạn cái là bạn chồng á đa chỉ biết là mình quen cái cô gái kia. Đúng không? Thì ví dụ như là khi mình quen với ai thì mình cũng phải thật lòng. Đúng không? Chứ mình không thể nào mà quen chơi cho vui được. Như vậy là cái người đàn ông không tốt, đúng không nè? Thì khi mà quen với người bạn gái đó thì chưa biết em. Đúng không? Cho đến khi mà gặp em thì bạn này bị say nắng, bị liêu xiêu, bị gọi là không còn giữ được cái lập trường nữa. Thì ví dụ như bây giờ này, chị chỉ cần nói là chẳng hạn khi nào em chuẩn bị ghen, các em suy nghĩ là nếu như em không phải là ở vị trí của bé Ngân mà em ở vị trí của người bạn gái cũ thì em sẽ như thế nào? Em khổ hơn nữa chứ, em buồn hơn nữa chứ, đúng không? Bởi vì cái sự gắn bó của người ta với Đa là nó cả gần một thập kỷ rồi, đúng không? Rồi tự nhiên bây giờ bạn đó bạn bị mất Đa. Đúng không? Vì là Đa đã yêu em. Thành ra em là người được chứ em đâu có bị mất cái gì đâu. Nhưng mà lúc đó đó, thời điểm đó là anh Đa đã chọn bạn ấy. Thời điểm đó là anh Đa đã chọn bạn ấy mà. Thì em cứ suy nghĩ đi, một cái mối tình nó kéo dài, chị nói em nghe là 8-9 năm như vậy. Ngoài cái tình yêu ra nó còn cái tình nghĩa nữa, đúng không? Và nếu như á bạn này á là một bad boy đi thì cái chuyện nó quá đơn giản với bạn này, một cái cụp là đi liền, đúng không? Nhưng mà bởi vì bạn này không phải là cái người đàn ông xấu, bạn là người đàn ông có trách nhiệm. Thành ra là bạn phải có đắn đo, bạn phải có suy nghĩ thiệt hơn trước sau để làm sao mà đừng có tổn thương cái người bạn gái cũ của mình. Cái đó là điều tốt mà, đúng không? Em thử đặt trường hợp em vô người bạn gái đó coi, em sẽ đau khổ cỡ nào. Nhưng cuối cùng là bạn Đa đã sẵn sàng, phải là có nghĩa là tìm mọi cách để có thể từ chối cái mối quan hệ kia để đến với em. Có nghĩa là em là người được. Đây là xác định em là mẫu người phụ nữ của Đa rồi. Đúng không? Là em là người được hết đó. Em có mất mát cái gì đâu. Đúng không nè? Thành ra là những cái hình ảnh ngày xưa em xóa đi, em đừng có để lại trong đầu óc em nữa. Em phải delete đi, chứ còn không á em sẽ khổ hoài. Cái đó nó gọi là sao? Nó gọi là cái bệnh, cái là nó hơi một chút hoang tưởng về cái sự ghen tuông đó. Là vì sao em yêu bạn này quá, em yêu Đa quá. Thì thành ra là em muốn mọi thứ là phải thuộc về em. Em không muốn chia sẻ bất kỳ một điều gì cho người khác. Nhưng ở cuộc đời này có những cái mình muốn là một chuyện, và mình phải sống theo cái quy luật của cuộc sống lại là một chuyện khác nữa. Em phải sống được. Và chị chỉ cần nói em nè, ông Bill Clinton ha, bà Hillary ha, là hai người gần như là nhất thế giới, đúng không? Khi mà người ta làm tổng thống, đang tổng thống là nhất thế giới. Bà Hillary đẹp không? Đẹp. Giỏi không? Rất giỏi, đúng không? Nhưng mà ông kia vẫn có bồ. Mà bồ là ai? Là một cô thư ký thôi, đúng không nè? Bởi vì sao? Nó là quy luật rồi, nó là cái bản ngã của người đàn ông rồi. Cho nên mình không có chấp mấy cái đó, đúng không? Mà đã vậy là bạn này đâu phải vậy đâu, Đa đâu phải là người như vậy. Gặp bạn kia trước rồi mới gặp em, và đã dứt khoát với cái trước rồi mới gặp em. Vậy em là còn may mắn hơn bà Hillary nữa đó. Anh Tuy nghĩ luôn. Ví dụ như em có ghen hay là em muốn cần biết một lý do gì đó thì hai vợ chồng tối cứ thủ thỉ ngồi nói chuyện với nhau, chứ có đâu mà phải tự ôm trong lòng mười mấy năm trời không dám hỏi. Thôi, em... Như vậy là em càng khổ tâm. Mà chính vì những cái khổ tâm đó thì em càng suy diễn. Nó sẽ ra những câu chuyện nó khác nữa. Chẳng thà em chia sẻ thẳng với Đa, Đa sẽ giải thích tường tận hết mọi chuyện. À nó là vậy đó em, rồi giải phóng. Khỏi phải khổ tâm nữa, em hiểu không? Cứ ôm trong người hoài mệt lắm. Đừng dạy, bởi vì đó không phải là đối tượng để mình phải khổ tâm. Đúng rồi. Người phụ nữ khổ tâm sẽ mau già, sẽ mau tiều tụy và đi đến chuyện thần kinh không ổn định. Ủa, mai là khổ tâm mà còn đẹp vậy hả? Thì đó, nhưng mà nếu mà kéo dài như vậy hoài á, là mình sẽ xuống sắc. Mà người đàn ông khi một người phụ nữ xuống sắc rồi rất dễ bị xiêu lòng với một người nào còn sắc. Bởi vậy bỏ đi. Không có suy nghĩ vậy nữa. Với em cũng muốn là hỏi anh với chị, giống như chương trình của mình vừa rồi em cũng tham gia Vợ Chồng Son, tham gia Mẹ Chồng Nàng Dâu. Xong ở trên mạng chửi em quá trời, nói em là người thứ ba. Không hiểu thông tin nó từ đâu ra. Em tham gia chương trình Mẹ Chồng Nàng Dâu em cũng kể thật cái câu chuyện của mình là như thế đó. Xong ở trên mạng chửi em quá trời là người thứ ba. Không hiểu luôn, giờ này người thứ ba như thế nào em không hiểu luôn.
Không, thì thực ra là nếu mà nhìn vào cái cục diện á, thì cái đó là đúng. Bởi vì em là người đến sau. Đến sau. Và trong mối tình đó là họ còn đang song song, còn đang yêu nhau. Em là người đến sau. Nhưng em đâu nhưng biết. Mà, thì đó. Nhưng mà thông qua chương trình này á, thì sẽ lý giải được một chút là mọi người lưu ý dùm là bạn Đa chia tay với người yêu thứ nhất khi mà đã chia tay với Ngân rồi. Đúng rồi. Có nghĩa là lúc đó là Ngân và Đa đã chia tay nhau rồi. Và sau đó là Đa mới suy nghĩ lại và xác định rằng đây chưa phải là cái người con gái sẽ là vợ của mình. Đó, và Đa quyết định là chia tay với bạn gái cũ, đúng không nè? Dạ. Và 2 năm sau, 3 năm sau mới gặp em mà. Dạ đúng rồi, 3 năm sau. Đó, cho nên là với cái chi tiết này thì mong là mọi người hiểu. Quý vị khán giả sau khi mà xem cái chương trình Vợ Chồng Son này thì là sẽ hiểu đúng cho bạn Ngân, để tội nghiệp bạn bị oan uổng. Không phải là bằng mọi cách để mà Ngân níu kéo để giành giật Đa về đúng cho mình rồi. Được. Tại vì lúc đó Ngân đã quyết định cái rụp là chia tay rồi. Chia tay rồi, đúng rồi. Thì không thể nào gọi trong... Chị Vân nói đúng, trong cái tình huống đó có thể là mọi người chưa hiểu lắm đúng thì rồi. Mọi người có quyền nghĩ em là người thứ ba. Thì chị mới nói về cục đúng diện rồi. Đó thì là rõ ràng là người thứ ba bởi vì em đến sau bạn kia. Nhưng mà phải hiểu đúng cái bản chất của mình vấn đề. Mình phải tường tận được mọi chuyện. Thì rõ ràng không phải người thứ ba. Công kích em quá trời luôn, công kích tất cả các trang của anh em. Anh nghĩ em cũng đừng nên bận tâm nhiều. Rồi, coi như tiếp tục nè, ghen nè, sau đây bớt ghen nè, em yên tâm. Ghen nè, ghen kiểu này là, xác định vô tính xấu đó. Rồi, tiếp tục một cái gì nữa nè. Em thì em cũng sống tâm lý lắm mà, em biết vợ hay ghen cái chuyện mà với bạn gái cũ đó. Thì em cũng gắng là sống, em bù đắp lại tất cả những gì mà mình đã tạo ra cái lỗi lầm hồi xưa đó. Để bù đắp lại cái lỗi lầm đó cho vợ. Rồi vợ, thì hiểu phơi rồi. Phơi đi cái ghen đó nhưng mà tới giờ cũng chưa phơi. Không, sau đây là bớt. Sau đây sẽ hiểu ra vấn đề mà bớt đi. Rồi bây giờ em kể tiếp đi. Đúng rồi, Ngân còn cái tật xấu nào nữa theo em á? Để chị nói tiếp cho. Chị phụ cho. Tật xấu hả? Thấy vậy chứ hung dữ lắm. Hung dữ hả? Đâu thấy mau nước mắt lắm mà. Hung dữ ví dụ làm gì với em không lẽ mọi những người mau nước mắt được. Nước mắt mau ghê nhưng mà tay nó cũng mau tới. Tức là có tác động vật lý hả? Hung dữ. Có tác động vật lý với em đó. Cũng có một chuyện. Đâu em kể nghe coi, em nói những cái uất ức của em cho chị nghe coi, có gì chị phụ cho. Trước tiên thì em sẽ nói cái uất ức của em trước, rồi có câu chuyện đó em để cho vợ ra kể. Rồi. Cái uất ức của em á là em chở vợ đi dạo, rồi em thấy cái xe mà gọi là chở mấy cái bạn bi á, mấy bạn nữ không đó. Cái em mới nói em ơi xe gì sao chở phụ nữ không vậy? Là bà này bà hừng lên rồi. Bà hừng sao? Máu ghen nổi vậy á. Thì đó bà hừng sao nè. Hừng lên ha. Hừng lên vừa về tới nhà. Cái đầu cái mở cửa ra ha. Cầm nón bảo hiểm. Đánh đầu em. Đánh em luôn hả? Đánh luôn. Không nói gì. Đau không? Không, lúc đó khên là mình đổi nón bảo hiểm. Chứ không cũng còn khôn. Vậy ngồi ở sau. Ngồi sau cởi nón. Tức là cởi nón của Ngân đánh lên cái nón bảo hiểm của em. Chứ đâu phải đánh đầu em đâu. Cũng đơm đặt à, dễ sợ quá. Hai cái đó khác nhau hoàn toàn. Đúng không? Đúng không Ngân? Cái câu đó bình Ngân đó. Em ghen như thế nào? Nói anh nghe thử coi. Tại vì em thấy mình không được tôn trọng. Ủa người ta chỉ nói, ủa sao xe đó chở tàu là phụ nữ? Tại vì em đang ngồi phụ nữ, em đang ngồi phía sau xe. Mà tại sao á chạy xiết theo xe em hỏi, ủa chạy làm gì vậy? Nói, ủa sao ngồi ta chứ xe tội chở tàu phụ nữ sao? Tức là đánh cái chi tiết mà chạy riết theo cái xe đó. Đó, người ta tưởng tôi bắt cóc. Em mới hỏi là ủa sao vậy? Nói là xe đó sao toàn phụ nữ vậy? Anh chạy lên coi làm sao? Cái bắt đầu vô nhận em nói không thiếu sự tôn trọng của em. Trong khi đó vợ mình chở vợ mình ngồi sao mà tại sao vậy? Nhưng mà tính của anh Đa là hồi xưa giờ không phải vậy đâu. Tại vì chính vì cái tính ít nói nè, cái tính của anh ấy rất là khó nữa. Và không phải là dạy gái giống như những cái chàng trai khác, không bao giờ chọc ghẹo ai hết. Sao tiện bữa nay vậy? Cho nên nó là em cảm thấy có vấn đề gì đó. Cho nên em lúc đó em cảm thấy rất là khó chịu, thấy mình bị thiếu sự tôn trọng á. Thành ra em giận quá trời nhưng mà em không nói được. Em tức quá, em chịu hết nổi. Trên vừa về tới nhà, vừa vô tới cửa rồi, thắng xe lại là bắt đầu em lột cái đống hiểm ra. Bắt chiếc bôi luôn. Hết đất luôn rồi, nó sướng gì đâu. Nhưng mà em cũng xác định đó là cái nón bảo hiểm đúng không? Cho nên là chỉ đánh vô nón bảo hiểm thôi. Chứ lúc đó mà Đa không đội nón bảo hiểm, em có đánh vậy không? Em cũng không biết. Lúc đó là em cảm thấy giận quá rồi. Dặn bao nhiêu chuyện, nói chung là lúc đó trước lúc đó nữa đi, cái là bắt đầu em lại nhớ chuyện cũ. Em lại nhớ chuyện cũ trong đầu em rồi, thêm cái vụ con gái đó nữa. Cho nên là em giận, thật sự lúc đó là giận không kiểm soát được. Cho nên là quýnh là đầu tiên mà đánh một cái thật là đau như thế đó. Rồi sao hai chồng có giận nhau không? Rồi, có giận rồi không? Lúc đó Đa xử lý làm sao? Lúc đó em giải thích nó, ủa tại sao đánh anh vậy? Thì bà này bà khóc luôn, tại mít ướt chứ lắm. Khóc, rồi vừa khóc vừa nói. Rồi xong cái rồi em vạo em nói
tại sao mày đánh tao? Lần đầu tiên có chịu đau. Bà này bà, đúng rồi, mình đâu có làm gì đâu, mình chỉ nói vậy thôi mà tự nhiên cái đồ đánh mình. Tại sao mày đánh tao? Cái bà này bà nghe cái câu mày vậy đó, nó bảo quạo hơn nữa. Quạo nữa rồi sao em bên tổng thương. Lúc đó là tại vì em là một người không thích nói chuyện kiểu đó. Em là một người thích nói chuyện ngọt ngào, nhẹ nhàng. Cái tự lần đầu tiên mà ổng nói với mình câu đó. Trong khi đó ổng vừa mới sai nữa mà lại kêu mình mày tao nữa. Em tổng thương quá trời, lúc đó em đi xèo xuống đó em đi hết nổi rồi. Em mới bò vô trong cái phòng. Em nói rồi, vậy là mình lấy sai người rồi. Cái em bò vô trong phòng. Em nói trời, đứng không nổi luôn. Đứng không nổi luôn. Khuỵu xuống xong rồi lết bò. Dạ đúng rồi. Em mình nhung qua cái ảnh. Cái đứng không nổi, lúc đó là em chịu không nổi. Em nói trời, mình lấy sai người. Tại sao trong tại sao mình lại khổ như vậy trời? Mình lấy phải cái thằng này không mà xíu nó đánh mình. Tại vì lúc đó đó, bà nói, tại sao mày đánh tao? Rồi ổng kênh lại rồi. Tại vì lúc đó em biết ổng thật sự đau. Tại vì lúc đó em dùng hết sức của em. Dùng hết sức em giận. Em không kìm được á. Em dùng em quét một cái bảo hiểm bằng gai á, bảo hiểm bằng gai. Đó, lúc đó là tụi em chạy chiếc Jet 1000. Thì đó là cái nón bảo hiểm của Ray gấp gốc đó. Cách cái là năm ngoái hay năm kia? Lâu lắm rồi, lúc mà mới cưới không bao lâu, mới cưới 1-2 năm. Thì lúc đó em quất đùng một cái là như trời giáng rồi, em biết là lúc đó ông sẽ đau lắm luôn rồi. Xong cái ông hỏi tại sao vậy? Cái em cũng không thèm nói, cái ông bị ông nói tại sao mày dám đánh tao? Tại sao mày dám đánh tao? Rồi là bắt đầu em bị sẹo, tự nhiên em bị tuột huyết áp luôn. Nghĩa là em hơi không nổi, em lết không. Em nói trong bụng em nói trời ơi, tại sao mình lấy nhầm người trời. Ấy cười đàn ông mà thô lỗ. Rồi người đàn ông mà như vậy á là mình sai rồi, cuộc đời mình đã sai rồi, mình phải làm sao đây? Tự nhiên em đi sự lơ nhầm, nó đang không biết gì. Em bò vô trong cửa. Em bò vô trong cái chỗ, tại vì cái phòng khám của em á, cái phòng ở chỗ nhà là cái thẩm mỹ. Em bò vô trong phòng, cái với tay em lấy loại thuốc em tính tự giận. Trời đất ơi. Em lấy là thuốc tự giận. Cái chuyện không có gì luôn á. Không hiểu sao lúc đó em cảm thấy rất là nặng nề. Em bảo nó sao mình ngu dữ vậy trời. Bây giờ mới biết mình thật sự rất là ngu trong giai đoạn đó. Cho nên là đừng có ai mà giống em. Giận ở đó ta. Tự nhiên cái em cảm thấy lấy ngay cái thằng, cái một cái người chồng mà gọi là giống như thô thiển, không có giống như mình nghĩ, gọi lại mê gái. Rồi sao, rồi có uống thuốc không? Có. Trời ơi, thuốc ở đâu có, thuốc gì? Tại vì nhà em là thẩm mỹ thì trong đó có một cái tủ thuốc. Ở căn phòng đó thì em bò được vô tới cái phòng. Em với em lấy tủ thuốc em khóa cửa lại. Cái bắt đầu em nhắn tin. Em nhắn tin cho tất cả. Uống rồi mới nhắn hay là nhắn trước khi uống? Nhắn trước khi, lúc mà khóc dữ lắm luôn rồi, nước mắt em đi hết nổi rồi. Lúc đó là em chỉ nằm ở dưới đất thôi. Xong rồi là em nhắn tin, em từ giả mọi người. Đó, em từ giả anh Đa, em từ giả mọi người đó. Và em nói cho anh Đa biết tại sao em lại làm như vậy. Em rất là thất bại khi mà phải lấy một người như vậy. Trời ơi, lúc đó em sao Đa? Em kể tiếp chị nghe. Lúc anh nhắn tin tạm biệt em á. Lúc mà đánh em rồi ha, là lúc đó em bảo rồi. Em tính giơ tay đánh lại mà thôi, dùng bỏ đó em đi luôn, đi chỗ khác. Đi ra khỏi nhà luôn hả? Đi ra khỏi nhà. Ra ngoài á, ngoài quán đó mình ngồi để mình suy ngẫm lại. Thì bà nghe tin nhắn của bà này tự dặn này kia là mình hết hồn. Tại vì cái bà này nhõng nhẽo, mình biết nhõng nhẽo. Sao bà nhiều khi thấy cũng giống như biết nhõng nhẽo, như khi dở. Làm thiệt nhiều à? Khi thiệt. Về á chạy kiếm vòng nhà không có. Cái thấy cái cửa này phá rồi mình mở không được, kêu qua không nghe, rồi đạp cửa vô thấy bà này bà đang uống thuốc tùm lum hết trơn. Bắt đầu cái hỏi uống gì vậy, cái nhìn thấy cái chai thuốc rồi bắt đầu đem lôi vô toilet, đổ nước vô chặn cho ối ra. Xúc ruột luôn. Trời đất ơi, vậy đó mà bữa nay em uống bao nhiêu viên? Đó em không có quan niệm uống bao nhiêu viên, em ngốn vô trong miệng thôi. Trời đất ơi, bữa đó em không xúc ruột kịp thì chắc cũng không chừng cũng ông bà gặp. Nghĩa rồi là, đó là cho móc ối ra xong rồi đi vô nhập viện. Tại vì lúc đó là em bị nổi bì đai luôn, là do diễn thuốc. Đúng rồi. Uống nhiều lắm em cũng không nhớ là uống nhiều. Cô bé này có dễ suy diễn dữ ha. Không suy diễn lắm, suy diễn ghê luôn á. Trời đất ơi. Tại vì cái quan niệm về người chồng của em trong đầu em á là nó phải như thế này, như thế này, như thế này, mà nó không đúng như vậy. Là em nói rồi, cuộc đời này coi như xong rồi. Bây giờ hai điểm xấu được chưa? Hai điểm xấu quá là sốc nổi. Tức là một cái là ghen nè, một cái là sốc nổi. Rồi còn tật xấu gì nữa? Còn cái nào nữa không? Nói đi chị phụ cho nhanh. Hung dữ đó chị. Hung dữ, ba tật xấu luôn, hung dữ. Có gì nữa? Có gì nữa? Công việc trong nhà như thế nào? Có chu toàn không? Nói chung cái đó là tật tốt rồi. Cái đó tài gian nội trợ không làm đúng không? Công việc là tật tốt. Là vẫn biết nấu ăn như bao nhiêu người khác đúng không? Rồi có ăn xài. Nấu ăn thì có nấu mì. Có ăn xài vô độ. Ăn mì hả? Nấu ăn là tật nấu mì thôi. Có ăn xài nhiều không? Có ghiền shopping đồ này kia không? Cũng thích lắm, thích shopping lắm nhưng mà cũng vừa vậy. Thiếu gia mà chỉ là trong khả năng. Thôi coi như mình cái ba tật kia là dễ sợ quá là xấu. Dễ sợ quá rồi đúng không? Đúng rồi. Thì trong ba cái tật đó. Không, nói thiệt cái suy diễn phải bỏ nha. Em mong vợ em khắc phục được cái tật gì? Bây giờ khắc phục được chưa? Bây giờ còn bao nhiêu phần trăm? Về cái tật hung dữ là khắc phục cỡ còn 30% nữa. Còn 30%. Rồi cái ghen là 90 rồi.
vẫn còn 90%, còn một chút xíu ghen. À còn 10% ghen thôi hả? Dạ. Không, phải giữ 10% đó thì mới có. Ồ, chỉ còn 10% thôi đúng không? 10% đó ghen với nhỏ con gái nhà nữa. À tôi vậy ngon rồi. Rồi còn ghen cái với con. Còn cái sốc nổi. Cái suy diễn đó chị. Suy diễn đó. À suy diễn. Cái sốc nổi bây đó. Bây giờ bớt chưa? Bớt cái đó là hết rồi, tại vì bây giờ chững chạc rồi, hết suy diễn rồi. Ủa vậy ngon quá. Chứ rồi. Một lần trong vậy đời bây giờ ngon rồi đúng. Chứ không? Một lần trong đời. Vậy là thay đổi nhiều rồi đúng không? Còn có 30% hung dữ thôi. Còn hung dữ. Vậy em mong muốn vợ em bớt luôn cái 30% đó không? Không, anh nghĩ nên giữ. Giữ để kìm em lại. Giữ để kìm. Để kèm em lại. Dạ. Coi như không mong muốn vợ thay đổi điều gì luôn. Không, em không muốn hoàn hảo như 100%, nhưng mà cũng phải có một chút gì đó để cho cái cuộc sống nó sinh động chút. Ừ, thì dạ. Đó thì bây giờ coi như giờ em muốn vợ em giữ y chang vậy, không thay đổi gì nữa đúng không? Dạ. Hay sao? À... có chừng hối hận nha, được cơ hội là phải yêu cầu liền. Mà em muốn có thiệt liền. Hả? Em muốn như là có thật không? Thiệt. Trời ơi, em phải mong muốn đây nó sẽ là cái bằng chứng cho em. Sau này chỉ em cần làm sai em bật đúng chương trình này ngay số này bật nút play cái đó. Bà rồi. Hứa với tôi rồi nha. À, thiệt. Ok. Sau chương trình này thì anh cũng muốn em là không còn hung dữ nữa. Không còn hung dữ nữa. Anh chắc bị đọt cũng nhiều vụ lắm rồi. Đó, không còn hung dữ nữa đúng không? Rồi bây giờ còn em nè. Nhìn dễ dữ lắm nói, em. Chút xíu nói lượt, chút xíu giải tỏa. Tại vì em cái hung dữ nó phải có nguyên nhân. Thành ra bây giờ muốn biết cái tật xấu của chồng để mình biết nguyên nhân tại sao Ngân hung dữ. Đó, bây giờ tới em đó. Chồng có tật xấu gì em nói thử coi. Tật xấu thì em nghĩ là cũng không có gì, chỉ duy nhất cái là rất là ít nói. Lạnh lùng hả? Ít nói đúng rồi, hot boy lạnh lùng. Mẹ em ghét cái tật lạnh lùng lắm. Bởi vì tại sao em hung dữ? Ví dụ như có một câu chuyện gì đó đi, thay vì hai đứa cùng ngồi với nhau giải quyết là xong rồi, bữa nay không bao giờ nói chuyện. Em nói thôi, em nói cho đã em rồi thôi, rồi hôm sau em chưa nói được hết, chưa giải tỏa hết thì bắt đầu em nói lại, cứ nói đi, nói lại. Đó, thành ra là mới hung dữ. Chứ thật sự nếu như mà nói chuyện lại với em thì chắc là không hung dữ như vậy. Có nghĩa là ít nói nè. Ít nói nè, lạnh lùng nè. Dạ đúng rồi. Rồi có lãng mạn không? Lãng mạn thì khi nào thấy em giống như giận rồi mới lãng mạn. Cái đó là cú. Thấy em buồn một cái gì, biết em buồn cái gì đó rồi thì tự động đi lãng mạn hơn. Vậy hả? Dạ đúng rồi. Rồi có quan tâm chăm sóc mà có ga lăng với em không? Có. Có đúng cũng không? Có nhưng mà không nói chuyện thôi. Làm chứ không có nói. Làm thì rất là nhiều. Nhưng mà miệng thì không chịu nói. Tức là không có vô tâm đúng không? Nói chung vô tâm thì cũng không vô tâm. Nhưng mà chỉ là không nói hay là một cái vô tâm rất lớn rồi. Đâu người ta đã hành động rồi. Có khó tính không? Ban đầu thì có tính nhưng mà bây giờ em đã thích nghi được. Tức là em thích nghi với khó tính của ảnh. Dạ, chứ đúng. Không phải là ảnh bớt đi cái khó tính của ảnh. Dạ, đúng không? Em thích nghi. Em thích nghi. Đa có rập khuôn là bắt mọi người phải đi theo hướng suy nghĩ của mình là trong cuộc sống phải như vậy không? Thỉnh thoảng cũng là có, trước đây thì là có. Nhưng mà em thấy ví dụ như khi em thấy anh đã thích cái gì là tự động em sẽ thay đổi để theo những cái gì mà anh ấy thích. Cho nên anh ấy thích có một người giỏi thật là giỏi. Anh ấy thích có một người giỏi như thế này như thế kia. Nhưng mà anh không nói ra thôi, nhưng mình nhìn thấy ánh mắt, mình nhìn thấy cái cử chỉ là mình biết anh ấy thích cái gì là mình sẽ tự em sẽ thay đổi để còn hơn cả mong đợi của anh ấy nữa. Rồi anh có gia trưởng không? Gia trưởng thì ngày xưa có nhưng bây giờ thì không. Vậy cái lý do gì mà em nói là em không dám hỏi ảnh cái vấn đề cái cô bạn gái cũ? Tại vì em có một quan niệm đó là em không muốn tự mình làm tổn thương mình khi mà để mà nghe chồng em chính miệng nói cái câu người này người kia rồi em lại nhớ lại nữa. Em không muốn, em sợ á. Em sợ ảnh nhắc lại rồi em lại nhắc những cái từ gì đó hay là kể một cái điều gì đó sẽ làm em tổn thương thêm. Thôi thì thật là em không biết thì nó sẽ tốt hơn. Mới hơn vợ em đi trang vậy đó. Ủa rồi tự nhiên bây giờ chẳng thà, có nghĩa là không muốn người ta nói ra để mà mình đừng có biết. Nhưng mà trong khi đó thì mình cứ tự mình suy nghĩ. Đúng rồi. Suy diễn. Đúng không? Mà suy diễn bậy. Nó không có đúng câu chuyện á. Không có bản chất vấn đề rồi mình tự mình khổ. Trời đất ơi, cực ghê không? Đó là cái tật đó. Cái tật đó. Rồi em có mong muốn anh thay đổi gì không? Em muốn là chồng em sẽ nói chuyện nhiều hơn với em để chia sẻ nhiều hơn. Chỉ vậy thôi. Kể từ hôm nay ngày mai về em nói hoài cho nhức đầu luôn. Em nói khi nào bà sợ tôi chưa? Nhưng mà kiểu mà không nói là do em làm biếng nói hay là đó là từ đó giờ em cảm thấy em im lặng thì nó sẽ đúng với cái sở thích của em hơn? Nó cũng có nhiều nguyên nhân để cấu nên là cái ít nói với vợ em. Thì nguyên nhân thứ nhất thì bản tính em thì ít nói thiệt, nhưng mà cũng có nói. Nhưng mà do là mình, thứ nhất là do mình trong công việc á, mình nhường nhịn vợ á, có thể là vợ
lớn tiếng quá hồi này kia mình không cần nói luôn, mình im lặng luôn để mình tự giải quyết hả? Dạ. Tại vì em là bên bất động sản, dạ, là em sẽ phải rất là uyên bác, rất là nói gọi là nói chuyện để với khách hàng á, dạ, là sẽ phải rất là uyên bác đó, chứ không phải là người kiệm lời đâu, dạ, đó. Mà lý do là em không nói chuyện nhiều với vợ là nó phải có nguyên nhân, có nguyên nhân đó. Thì thành ra là đó, em nghe không, em nghe chồng nói không, là bởi vì nhiều khi vợ nóng tính quá cho nên là nhiều khi anh nói, có thể lúc đầu anh nói xong rồi là không thấy cái sự đồng điệu của vợ thì tự nhiên cái làm biếng nói luôn, không nói nữa, không lâu ngày cái nó trở thành cái nó tạo thành một cái lúc mới cưới lận từ lúc mới cưới em là mười mấy năm nay tới giờ rồi là tính anh nó như vậy rồi, đã như vậy luôn rồi. Bởi vì em ấy, em tại sao mà em lại có một cái suy nghĩ là ổng vẫn còn yêu người kia là bởi vì cái cách của anh ấy là không có nói chuyện với em nhiều, và cũng thật sự từ lúc cưới em bây giờ mà nói cái câu mà anh yêu em chắc đếm trên đầu ngón tay. Thôi bây giờ thay đổi đi, sau ngày hôm nay mình thay đổi, có thể về hai vợ chồng mở lòng ra tâm sự chia sẻ nhiều hơn. Ví dụ như em cần cái gì em cứ chia sẻ là đa cần gì cái hai chồng chia sẻ với nhau cũng là một cái thú vị chứ bộ. Tức là khi mà mình đã chọn nhau, có nghĩa là mình đã tự chọn hạnh phúc cho mình, thì mình phải chọn yêu thương để mình đối đáp lại với cái đối phương của mình, đúng không? Dạ. Chứ bởi vì cái đó là do mình chọn mà, dạ, đúng không? Thành ra là mình chọn yêu thương để mình áp dụng với nhau, để rồi mình sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Thì chị nghĩ là có thể cái nguyên nhân đầu tiên á, là do ảnh hiểu được là em vẫn còn có một cái gì đó nặng lòng và ấm ức với cái mối tình cũ của ảnh. Và vô tình nha, cái này là vô tình thôi, nhiều khi em không nghĩ tới đâu, nhưng mà vô tình cái cảm xúc đó nó cứ như vậy hoài đối với ảnh á, nó sẽ đi đến cái chuyện là ảnh từ nặng nề rồi tới áp lực, và cuối cùng thì ảnh nghĩ đó là lỗi của ảnh, là một cái lỗi rất lớn đối với em, để tạo cho em phải luôn luôn đau khổ với cái điều đó. Thì thành ra là đó cũng là nguyên nhân để ảnh cứ gói mình lại, cứ thu mình lại, ảnh không cởi mở nữa. Đó, cái đó là cái nguyên nhân. Tức là mình muốn chữa bệnh thì mình phải tìm ra được căn nguyên của bệnh. Em hình dung không? Chứ không phải tự muốn sửa là sửa được. Cho nên là nếu thực sự cái điều đó là đúng, thì chị nghĩ rằng á, là hai người đều phải gọi là bắt tay nhau để mình hóa giải cái điều đó. Ví dụ như anh, em muốn chồng em cởi mở với em, nói nhiều với em, thì em phải xóa đi cái mặc cảm tội lỗi mà do thời gian á, tự nhiên em tạo cho ảnh một cái mặc cảm anh bị tội lỗi đối với em, đúng không? Dạ. Em phải xóa cái đó đi. Thì hồi nãy chị đã chia sẻ với em cái chuyện là em xóa bằng cách nào rồi, bởi vì thực ra đó là một đối tượng hoàn toàn vô hại với cái tình cảm vợ chồng của em bây giờ. Dạ. Tại vì nếu ảnh lựa cổ là anh đã lựa rồi. Dạ. Em có thấy tỷ lệ mà 9 năm với 1, với 2 năm đi, ví dụ đâu phải đâu tới năm chín, tức là tỷ lệ là 9 phần bao nhiêu đó mà anh lại chọn cái phần bao nhiêu đó thì em biết là em thắng rồi, đúng không? Cho nên rằng á, là em phải gạt bỏ tất cả cái đó đi để anh thoải mái cái đầu óc, đúng không? Chứ còn á, ai cũng vậy, nếu như chị cũng vậy, em cũng vậy, hoặc là Tuyên cũng vậy, tự nhiên mình có một cái cảm giác mặc cảm là mình tội lỗi với cái người đó, không bao giờ mình có thể cởi mở được với cái người đó đâu, đúng không? Ví dụ chị làm điều gì có lỗi với Tuyên chẳng hạn, chị khó ngồi đây mà cùng dẫn chuyện với Tuyên lắm, chị sẽ cảm thấy là chị luôn đó, chị nhìn qua là chị thấy chết cha, trời, mình làm cái điều có lỗi với nó sao mình cười với nó được, mình không thể nào làm đúng rồi, hòa quyện nhau lại được á, em hiểu không? Em gạt đi, em phải là cùng hỗ trợ với anh cái điều đó, thì tự động anh sẽ mở lòng, và lúc đó là tình cảm của tụi em sẽ thăng hoa, đúng không? Chọn hạnh phúc, chọn yêu thương. Đúng không? Do mình chọn chứ bộ. Giờ hứa với nhau đi, hứa với ảnh đi, trước khi mình chia tay thì mình phải hứa với nhau đi nào. Nói chung á là em cảm thấy rất là hài lòng với cuộc sống hiện tại của em, và anh Đa nói chung là anh cũng rất là tốt, là một cái người chồng mẫu mực. Dạ, một người chồng mẫu mực. Tuy nhiên thì hơi hung dữ một xíu là bởi vì ít nói quá. Cho nên nó lại rất là giận, không có một cái chỗ để mà em chia sẻ. Thành ra cảm thấy luôn luôn rất là ấm ức á, ấm ức trong lòng. Thành ra là có những lúc thì cũng hơi nóng tính thật. Nhưng mà em cũng đang kiểm soát là tốt rồi. Nhưng mà em chưa hứa với Đa. Đó, em hứa Đa đi. Đa nói để sau này có lý do để mở lại hứa. Em hiểu cái nguyên nhân rồi thì em sẽ thay đổi cái đó để
Thật ra không phải ghen á, là nhiều năm trước rồi chứ còn bây giờ em cũng đâu có ghen nữa đâu. Tầm khoảng 4 năm nay là em không còn ghen nữa rồi. Không phải, vấn đề ở đây nó là hậu quả của nhiều năm trước chứ không phải là của những năm nay. Dạ. Em hiểu không? Thì bây giờ nó đã tạo thành một cái nếp, một thói quen rồi. Tức là cái trái tim, tức là cái bông hoa nó khép lại rồi. Thì bây giờ nhiệm vụ của em á là em phải làm cho hoa nở ra. Hiểu không? Dạ. Mà không phải là do mấy năm nay, mà từ những năm trước rồi. Cái hoa của em nó đã cụp lại từ những năm trước rồi. Cho bây giờ em phải làm nó nở ra. Đúng rồi. Hiểu không? Dạ. Đó. Sao đã? Một lời nào với vợ đi, nói em ít nói kìa. Em tưởng tượng như đây khách hàng mua bất động sản của em đi, em nói cho chị nghe coi. Thì ra thì qua cái chương trình này thì anh cũng rút được cái nhiều kinh nghiệm, cũng nghe em nói ra được cái tâm sự của em mà em không dám nói với anh. Thì anh sẽ hứa là sẽ mở lời với em hơn, mở lòng với em hơn, và sẽ cùng chia sẻ với em hơn, mình cùng với nhau để có những cái cuộc sống hạnh phúc hơn nữa. Hay quá. Hài lòng rồi nha. Thường là sau đó là nắm tay nhau hứa đó, đúng không? Nãy như chị với em là ve nè. Đó, không lẽ bển làm không được. Rồi. Wow. Trời, đáng yêu quá. Rồi, cảm ơn tụi em rất là nhiều.